Xin chào quý vị và các bạn nhé. Sáng nay thì khi mà mình vào app đào Pi của mình kiểm tra thì đây đang mình đang ở trong trình duyệt Pi, nhưng mà xem chừng thì hệ thống cũng đang có một cái cập nhật. Mình vào từ cả app đào đây, các bạn xem mình đang vào app đào này đấy, vào app đào để vào trình duyệt Pi, nhưng mà phương thức này thì cũng không đăng nhập được đó. Đây, vào app đào bằng trình duyệt đây thì hệ thống báo lỗi đó, nó cứ quay tít thò lò thôi các bạn này. Đây này, đó đấy, chứng tỏ là dự án đang có một cái cập nhật, và có lẽ thì với những cái lần cập nhật như thế này thì dự án sẽ có những cái bước bước tiến có lẽ rất là lớn ở trong tương lai, trong vài ngày tới nữa thôi. Đây, mình vào hẳn trực tiếp ở đây đi, đã cũng không loát được. Đó, đây là buổi sáng nhé, đây là lúc là buổi sáng của ngày hôm nay là bao nhiêu rồi nhỉ? 11 rồi các bạn ạ, 11 tháng 2. Đó, thì không biết là ở dự án có cập nhật thêm tính năng mới hay không, nhưng mà hiện tại sáng nay vào là không được rồi, tất cả các cái máy đào pi của nhà mình nhé. Đấy, thì các bạn thử xem, đây, không vào được luôn, không loát được. Lại sắp có biến rồi anh em ơi, sắp có biến rồi, sắp có biến rồi.